Ngôi làng Đắc Mế thuộc xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Đây là nơi sinh sống của một trong hai dân tộc ít người nhất Việt Nam, người Brâu. Trong tiếng Brâu, Đắc nghĩa là nước, Mế có nghĩa là bác, tức là Bác Hồ. Đắc Mế được hiểu là nguồn nước Bác Hồ. Đắc Mế cách thủ đô Hà Nội gần 1.000 km. Giờ đây khoảng cách này được nối gần hơn bởi một người con của đồng bào Brâu, người dân tộc Brâu đầu tiên bước chân vào hội trường Diên Hồng. Lần đầu tiên, tiếng nói của đồng bào dân tộc ít người nhất trong số những dân tộc ít người đã đến với nghị trường Quốc hội, tham gia vào việc quyết định những vấn đề lớn của quốc gia. Đặc biệt, lần đầu tiên trong 15 nhiệm kỳ quốc hội, tỷ lệ đại biểu quốc hội trúng cử là người dân tộc thiểu số đạt 17,84%, cao nhất từ trước đến nay. Và đây cũng là lần đầu tiên quốc hội nước ta có thêm đại diện của hai dân tộc thiểu số ít người là dân tộc Lự và Bờ Râu. Tôi là Nàng Sô Vi, thuộc đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Kon Tum. Tôi là người dân tộc Bờ Râu và tôi là một trong những đại biểu quốc hội trẻ nhất của khóa 15. Tính đến năm 2019, người Brâu có 525 người sinh sống ở ngã ba biên giới Việt Nam, Lào, Campuchia. Trong vòng 100 năm qua, người Brâu có tới 11 lần chuyển đổi nơi ở giữa đại ngàn Tây Nguyên. Mỗi một lần chuyển nơi ở mới, khó khăn chồng chất khó khăn. Năm 2001, Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 9 đã tạo ra nhiều bước ngoặt đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt, tại Hội nghị Trung ương 7 khóa 9 năm 2003 đã ban hành Nghị quyết số 24 về công tác dân tộc. Đây là nghị quyết chuyên đề đầu tiên của Đảng về công tác dân tộc, mở đường cho những chính sách quan trọng mà Quốc hội, Chính phủ thực hiện đối với bà con đồng bào dân tộc thiểu số. Người dân tộc Brâu chúng tôi ngày xưa rất đói khổ, nghèo nàn, nên con cháu rất thiệt thòi. Cho đến khi Đảng và Nhà nước quan tâm đưa về đây, ở làng Đắc Mế này để sinh sống thì chúng tôi rất biết ơn. Lúc đó có các cán bộ đến vận động chúng tôi cho con cháu đến trường đi học hành. Chúng tôi là những người già trong làng đã đi kêu gọi các con cháu phải cho con em mình đến trường để biết cái chữ. Trong những năm sau đó, người Brâu sinh sống ổn định tại ngôi làng Đắc Mế, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Đời sống của dân làng được ổn định, sinh kế được cải thiện. Trẻ em cũng vì thế được đến trường để học con chữ ngày càng nhiều. Mỗi quyển sách nhỏ là cả một bầu trời kiến thức, chở những ước mơ của lũ trẻ làng Đắc Mế. Nàng Sô Vi trở thành người Brâu đầu tiên đỗ vào cấp 3, được nhà nước tạo điều kiện để đi học tại ngôi trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Kon Tum. Ngay từ lúc tôi ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã có cái ước mơ trở thành cô giáo, trở thành những nhà giáo, không chỉ là có về cái kiến thức chuyên môn mà có cả cái tấm lòng yêu học trò. Để đi theo cái con đường này, nghề giáo này cũng khá là khó khăn. Lúc mà tôi biết tin là mình đậu đại học thì lúc đó tôi cũng nghĩ là mình sẽ không đi học được vì bố mẹ đi làm xa, kinh tế cũng khá là khó khăn. Thì lúc đó tôi tâm sự với bác trưởng thôn. Tôi bộc bạch với bác là không biết là có nên đi học tiếp tục không bác ơi. Nàng Sô Vi biết tin mình đỗ đại học khi cha mẹ cô đều đang ở trên dãy. Với gia đình cô, việc thi đỗ đại học là điều cha mẹ còn chưa dám nghĩ đến, huống chi là cho con đi học đại học. Người cho lời khuyên và động viên duy nhất là ông Thao Lợi, lúc đó đang là trưởng thôn Đắc Mế. Ngay sau khi động viên Sô Vi đi học đại học, ông đã bàn với vợ đi vận động bà con trong làng
đến ủng hộ nàng Sovi tiếp tục con đường học hành. Thế nữa là bà xã mình phải sắp xếp tiền đồng và kêu gọi bà con nữa cùng quyên góp hoặc là gạo hoặc là tiền để tiến nàng Sovi để đi học ở thành phố Huế, bởi vì nó học này rất quan trọng. Cho nên bố mẹ lại đi xuống dưới làm mất rồi. Cho nên bà không có ai tiến cho nàng Sivi đi học. Thì tin nữa bà với tôi đi xuống kia nhé. Người thì đem con gà, người thì đem ghe rượu. Và người thì đem những mớ rau, những lon gạo. Thậm chí là cả bột sắn. Cái khoảng cách đó thật sự là mình không nghĩ là có thể là nhận được những cái tình cảm của dân như thế. Đừng về, ngày 25 tháng 5 là. Thậm chí là những cụ ông cụ bà, người ta có thể là có một đồng, một tờ 1.000 hoặc là 5.000. Người ta đã bỏ rất là lâu trong cái túi thuốc của họ. Và họ đã lấy ra và cho mình. Hãy học hành đến nơi đến chốn, đừng có bỏ học nửa chừng. Lúc đó là tôi không nhận, nhưng mà các bác bảo là nhận đi con, đi học là một cái niềm tự hào của buôn làng. Sau này con về, con sẽ dạy lại cho các em thế hệ sau. Thì lúc đó tôi nghĩ là các bác đã tin tưởng mình thì mình nên cố gắng. Bản thân tôi không biết chữ, cũng không giỏi làm việc, nên bây giờ rất cảm ơn con đã cố gắng học tập, chịu khó, không phụ lòng bố mẹ và buôn làng. Cảm ơn con đã không bỏ học giữa chừng. Tôi cũng muốn cảm ơn dân làng Đắc Mế đã giúp đỡ cho Sovi có cơ hội để đến một nơi khác học tập và bây giờ về đây dựng xây lại quê hương, phục vụ lại cho cộng đồng Brâu. Với ông Thao Gù, bố của nàng Sovi, trong 4 người con của ông thì 3 người đã phải chịu cảnh ít chữ giống bố mẹ. Nhưng rồi ông đặt ra quyết tâm cho cô con gái út của mình đến trường. Con đã được đại học rồi. Tin ra là bây giờ đã tiền bạc đã hết rồi. Tin ra là mình phải là cho con mình đi học. Mướn vậy là tiền bạc của anh em bà con có người điều kiện là cho mình vậy, tin là 2 chi vàng cũng có, 3 chi vàng cũng có. Còn một lúc đấy tin là gửi bán vàng đó để gửi cho con đi học. Trên hành trình trở thành cô giáo, nàng Sovi luôn có sự tiếp sức của bản làng Brâu. Nguồn nước Đắc Mế đã nuôi cô khôn lớn, tình cảm đong đầy của cha mẹ buôn làng đã tiếp thêm cho cô một nghị lực sống tràn đầy. Mà người ta hay nói là con gái chỉ học từng đấy đủ rồi, không cần phải học cao đâu, về nhà chỉ làm nông và sinh con đẻ cái thôi, làm bổn phận của phụ nữ. Thì tôi thấy là không thể khuất phục được cái điều đó được, nên là tôi muốn mình cũng là con người, mình cũng bình đẳng, nên phải đi học. Chỉ có thể là đi học mới có thể là thay đổi được cái suy nghĩ, thay đổi được cái tư duy, thay đổi được cái cách làm. Tháng 1 năm 2016, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng đã diễn ra, ghi tiếp một dấu mốc đáng nhớ đối với đồng bào dân tộc thiểu số khi xác định tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách đảm bảo các dân tộc bình đẳng, tôn trọng, đoàn kết, giải quyết hài hòa quan hệ giữa các dân tộc, giúp nhau cùng phát triển, tạo chuyển biến rõ rệt trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Và cũng kể từ sau đại hội lịch sử đó, dân làng Đắc Mế cùng bà con đồng bào dân tộc rất ít người đã nhận được một nguồn lực cả về tinh thần và vật chất từ đề án hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016-2025 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong đó, một trong những nhiệm vụ và giải pháp mà đề án đưa ra là quy hoạch đào tạo bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ, nâng cao trình độ cho cán bộ là người dân tộc rất ít người,
phấn đấu dân tộc nào cũng có cán bộ tham gia vào hệ thống chính trị ở cơ sở. Trong những năm tháng ấy, người Bro đã kiến thiết và nâng cao được đời sống. Người làng Đắc Mế cũng đã đồng hành với nàng Sô Vi nhiều hơn. Cha mẹ cô dù những tháng ngày ở nương rẫy nhiều hơn ở nhà, nhưng cuộc sống đã bớt khó khăn hơn. Nàng Sô Vi đã vượt qua 4 năm đèn sách tại ngôi trường Đại học Sư phạm Huế. Và sự nỗ lực để cống hiến cho quê hương đã được ghi nhận vào năm 2020. Nàng Sô Vi thi đỗ trong kỳ thi tuyển giáo viên tại tỉnh Kon Tum, trở thành giáo viên giảng dạy tại ngôi trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Kon Tum, phân hiệu Ia Hadrai, nơi mà nàng Sô Vi có cơ hội trao đi những nhiệt huyết của mình cho các em học sinh dân tộc thiểu số. Ở Tây Nguyên, so với các vùng khác, có những cây trồng, vật nuôi khác. Vậy Tây Nguyên chúng ta có tiềm năng gì về tự nhiên để thuận lợi cho việc phát triển kinh tế, xã hội? Rồi cô mời bạn Ánh ạ. Dạ, thưa cô, em xin phép được trả lời. Tây Nguyên nói chung và Kon Tum nói riêng, khí hậu đất đai ở đây, ở Kon Tum mình phù hợp với trồng cây công nghiệp lâu năm, cho nên là chủ yếu là trồng những cây cao su, rồi cà phê, tạo động lực, tạo công ăn việc làm, giúp cho người đồng bằng dân tộc thiểu số ở nơi đây là có thêm thu nhập và để cải thiện cái đời sống kinh tế hơn. Mảnh đất Kon Tum có hơn 43 dân tộc anh em chung sống và có không ít những đại biểu tham gia quốc hội ở những kỳ trước. Tuy nhiên, trước ngày 23 tháng 5 năm 2021, ngày bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra, thì vẫn còn 4 dân tộc là Lự, Ơ Đu, Bro và Ngái chưa có đại diện tham gia các khóa quốc hội. Và ngày 23 tháng 5 năm 2021 đã chứng kiến một sự kiện chưa từng có đối với dân làng Đắc Mế và dân tộc rất ít người Bro. Đó là cô giáo nàng Sô Vi đã được đề cử để bầu đại biểu quốc hội khóa 15. Với ưu thế là người dân tộc thiểu số ít người nhất, vừa có trình độ, lại là phái nữ, cô đã trúng cử. Lúc mà đi vận động bầu cử thì tôi cũng đang cho con bú, nên là con tôi lúc đó mới là 6 tháng tuổi, phải dắt chồng dắt con để đi vận động. Trong quá trình tôi vận động thì tôi gặp rất là nhiều người họ giỏi, và tôi thấy họ là một người, là những người mà tôi cần phải học hỏi hơn. Khi biết kết quả và nhiều người đã gọi điện chúc mừng thì tôi mới tin là mình trở thành đại biểu quốc hội. Đến trường, đến lớp, được học, được hành, được tiền đồ phân phá là đảng nhà nước ưu tiên của nó, làm giáo viên, từ giáo viên đến làm là đại biểu quốc hội, cũng cảm ơn đảng nhà nước. Trong cái chương trình hành động của tôi thì tôi đã nêu cái vấn đề đầu tiên, nhất là tôi đặc biệt rất là quan tâm tới vấn đề giáo dục phát triển dân tộc và công ăn việc làm cho những thế hệ thanh niên người đồng bào dân tộc thiểu số. Cô giáo nàng Sô Vi là đã thể hiện là một cái cô giáo mẫu mực, được các em học sinh rất là tin yêu. Đặc biệt là với cái vai trò là đại biểu quốc hội thì các em học sinh rất là ngưỡng mộ. Cô là vừa là một giáo viên vừa là một đại biểu quốc hội thì đối với em cảm thấy rất là ngưỡng mộ cô, rồi và coi cô như là một tấm gương để mà noi theo. Sô Vi không có đơn độc trong cái hành trình làm đại biểu vì đang mang trên mình cái kỳ vọng của cả ngành, chuyển tải kịp thời đến Trung ương những cái mong muốn của bà con cũng như học trò trong cái chính sách của Trung ương, kể cả những cái kết quả mà ngành đã nỗ lực làm được. Và trong cái nhiệm vụ này của Sô Vi thì cũng được cái sự quan tâm rất lớn của tỉnh ủy, đặc biệt là đoàn đại biểu quốc hội cũng có những cái quan tâm rất là lớn đối với cái cuộc sống của Sô Vi cũng như là những cái khó khăn của bạn ấy hiện nay. Để làm tốt nhiệm vụ vừa giảng dạy vừa thực hiện chức trách của một đại biểu quốc hội, tháng 6 năm 2022, nàng Sô Vi được điều chuyển công tác từ huyện Ia Hadrai về thành phố Kon Tum. 10 năm trước, nàng Sô Vi bước chân vào ngôi trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Kon Tum, bắt đầu thực hiện ước mơ của mình trở thành cô giáo. 10 năm sau, cũng tại bục giảng này, cô giáo nàng Sô Vi lại tiếp tục truyền kiến thức và trở thành nguồn cảm hứng đối với các em học sinh ở ngôi trường này.
rất là tự hào khi có một học sinh cũ của nhà trường, học sinh Bro, dân tộc thiểu số rất ít người, sau khi ra trường học đọc sư phạm đã trở lại trường công tác và trở thành đại biểu Quốc hội. Đây không những là niềm tự hào của riêng cô nàng Su Vi mà còn của tất cả thầy cô của cái trường nội trú tỉnh. Ngày 20 tháng 7 năm 2021, lần đầu tiên bỡ ngỡ ra Hà Nội, một đại biểu Quốc hội đại diện cho một dân tộc rất ít người bước chân vào nghị trường Diên Hồng, nơi cô sẽ đồng hành trong 5 năm để cùng quyết định nhiều vấn đề lớn của đất nước. Lần đầu tiên tôi ra Hà Nội với cương vị là một người đại biểu dân cử, thì cái cảm xúc của tôi rất là vui mừng, phấn khởi, nhưng đồng thời xen lẫn vui mừng phấn khởi đó là một cái lo lắng, hồi hộp. Và tôi lo lắng vì bản thân mình còn khá trẻ, thì tôi mong muốn là sẽ ra đây, Quốc hội là một cái môi trường để cho những đại biểu, đặc biệt là những đại biểu trẻ như chúng tôi đây, học hỏi thêm về kỹ năng, về kiến thức. 1996, một đại biểu rất là trẻ, tuổi đời hiện nay là mới 25 tuổi, đại diện cho giới thanh niên này, lại là một đại biểu của dân tộc này. Thế nên là có thể nói là rất nhiều các cử tri trẻ, cũng kể cả của tỉnh Thái Nguyên, thì cũng mong muốn gửi gắm đại biểu nàng Su Vi sẽ mang cái tiếng nói đại diện cho thanh niên, cho giới trẻ, cho giới trí thức tới với diễn đàn Quốc hội, và sẽ hoàn thành cái trọng trách lớn lao của mình và xứng đáng với niềm tin yêu của cử tri nói chung và những cử tri là thanh niên trẻ, là những thanh niên của khối dân tộc miền núi. Những phiên họp Quốc hội được cử tri cả nước theo dõi, và ở làng Đắc Mế, không khí của nghị trường Quốc hội cũng len lỏi đến từng ngôi nhà. Đại biểu nàng Su Vi, Đoàn Con Tum, đặt câu hỏi. Vừa qua tôi thấy Bộ trưởng chỉ đạo không dùng văn soạn mẫu trong việc dạy và học môn ngữ văn. Điều này rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dạy và học. Xin hỏi Bộ trưởng sẽ chỉ đạo như thế nào? Giáo viên soạn những cái bài văn mẫu rồi cho học sinh học thuộc, thì điều đó rất tai hại cho việc phát huy cái tính chủ động, sáng tạo, những cảm xúc và những cái tình cảm chân thực, chân thành của học sinh. Thì làm việc mà ngành sẽ có hàng loạt các biện pháp sắp tới để điều chỉnh. Tin là cũng cảm ơn con phát biểu chất vấn của dân tộc Brau của mình. Anh em trong xóm làng tin rằng là thay trong tư vị ra kia kia, vì kia. Tự hào chứ, cũng cảm ơn Đảng, Nhà nước nhé. Khi mà trở về buôn làng ngày hôm nay, chứng kiến những cái vết chai sạm, chứng kiến những cái làn da sạm nắng, những cái mái tóc bạc, chính của bố mẹ tôi, chính của những người thân xung quanh tôi, tôi cảm thấy là cũng rất là chảnh lòng. Tôi rất là mong muốn góp được một cái phần nhỏ bé để xây dựng, phát triển cái buôn làng. Trở về Đắc Mế lần này, nàng Su Vi tìm đến gặp một người rất đặc biệt. Già làng Ipan, một trong những người có ảnh hưởng lớn trong cộng đồng người Pro, để nắm bắt những thông tin của người dân trong làng. Vừa rồi con mới về từ Hà Nội đi họp xong, thì cũng đi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp. Thì con giờ mới được về buôn làng của mình. Con không biết là bà ở đây, bà có lời khuyên hay là muốn gửi gắm gì để cháu có thể là đến nghị trường Quốc hội, cháu gửi gắm những cái tâm tư của cử tri, đặc biệt là cử tri của dân tộc Brau ở thôn Đắc Mế. Là cảm ơn cháu đã nên người như thế rồi và tâm huyệt, cố gắng mà tạo điều kiện dân tộc Brau này để nuôi theo cháu, để có khoa học kỹ thuật với lại tiến lên mà phải nuôi theo các dân tộc khác. Đấy, tâm tư của bà gửi lại về cháu. Bây giờ ba thì già rồi, không nổi nữa. Bây giờ gửi lại như cái tâm tư nguyên vọng của ba để phát triển dân tộc Brau là vươn lên.
Những cảm xúc lần đầu bước chân vào hội trường Diên Hồng ban đầu rồi cũng dần qua đi. Thay vào đó là sự quyết tâm, nỗ lực cho một hành trình trau dồi không ngừng nghỉ để hoàn thành tốt vai trò của người đại biểu nhân dân. Trước và sau mỗi kỳ họp Quốc hội, cùng với các đại biểu trong đoàn, nàng Sovi lại bận rộn với công tác tiếp xúc cử tri. Đến từng thôn, xã, cô lại hòa mình vào đời sống của người dân, lắng nghe, ghi nhận ý kiến của cử tri để truyền tải những ý kiến đó tới Quốc hội. Các vị đại biểu Quốc hội thì là người dân tộc thiểu số khóa này thì có cái trình độ chuyên môn cao hơn so với khóa trước đây. 100% là có trình độ đại học. Đây là minh chứng sinh động thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với công tác chăm sóc, tạo nguồn, đào tạo và sử dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số, đặc biệt là tham gia vào các cơ quan lập pháp. Đoàn đại biểu thì luôn tạo điều kiện cho đại biểu nào số vi thực hiện hết cái chức trách nhiệm vụ của mình trong công tác nghiên cứu, rồi công tác đi thực tế và tạo mọi điều kiện thuận lợi khác để đại biểu có cái điều kiện nghiên cứu và phục vụ tốt hơn cho trách nhiệm đại biểu của mình. Trong nhiệm kỳ làm trưởng ban công tác đại biểu khóa 15, có lẽ bà Nguyễn Thị Thanh được chứng kiến nhiều dấu mốc đặc biệt nhất trong lịch sử hoạt động của Quốc hội. Khi lần đầu tiên trong 15 nhiệm kỳ Quốc hội, tỷ lệ đại biểu Quốc hội trúng cử là người dân tộc thiểu số đạt cao nhất từ trước đến nay. Và cũng là lần đầu tiên Quốc hội có thêm đại diện của hai dân tộc thiểu số rất ít người là dân tộc Lự và dân tộc Bro. Với 151 đại biểu là nữ, lần đầu tiên từ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 6 trở lại đây, tỷ lệ đại biểu Quốc hội là phụ nữ đạt trên 30%. Đó là những điểm mới và tiến bộ trong công tác đại biểu của Quốc hội khóa 15. Điều đó ngày càng chứng minh cho quan điểm nhất quán thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước ta ngay từ cương lĩnh năm 1930 về quan điểm nam nữ bình quyền của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nói thế nào Sovi thì cái bất ngờ đầu tiên là cái tên rất là hay. Bạn ấy xinh đẹp như đúng cái tên của bạn như vậy. Khi mà bạn ấy cất tiếng nói và tham gia phát biểu tại cái phiên thảo luận về luật thi đua khen thưởng thì cả hội trường đều rất là ngạc nhiên. Một cô gái rất trẻ, trông rất mảnh mai nhưng mà cất giọng nói lên và đặc biệt là qua bài phát biểu chỉ có 7 phút thì mọi người đều rất ấn tượng về thần thái, về sự xinh đẹp, sự trẻ trung nhưng mà lại đầy sự trải nghiệm và nghị lực từ giọng nói cho đến chất lượng của bài viết. Chúng tôi đánh giá rất cao. Tại buổi gặp mặt đại biểu Quốc hội khóa 15 là người dân tộc thiểu số, nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo và nhà giáo nhân dân ngày đại đoàn kết toàn dân tộc vào ngày 14 tháng 11 năm 2022 tại nhà Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chỉ rõ, trong sự nghiệp cách mạng và công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc hiện nay, Đảng và Nhà nước luôn xác định đại đoàn kết toàn dân tộc là một trong những nguyên tắc sống còn đối với nước ta, một quốc gia thống nhất của 54 dân tộc anh em. Nhắc lại những con số biết nói của cuộc bầu cử đặc biệt năm 2021, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Quốc hội khóa 15 được bầu ra với cơ cấu đại biểu đại diện đầy đủ cho các giới trong xã hội. Tôi cho rằng đây là một tín hiệu hết sức đáng vui mừng, cho thấy các cái chủ trương, chính sách hết sức là đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta đối với công tác cán bộ nữ và các chính sách đại đoàn kết các dân tộc đã từng bước được hiện thực hóa và đi vào cuộc sống. Và đối với đại biểu nàng Sovi thì đây là một đại biểu rất trẻ tuổi, công tác trong ngành giáo dục, đại biểu Quốc hội đầu tiên của người dân tộc Bro. Tôi cũng là một đại biểu nữ, là đại biểu người dân tộc thiểu số. Bởi vậy cho nên chúng tôi rất là kỳ vọng và mong đợi là nàng Sovi sẽ tiếp tục tích cực trau dồi kiến thức, kinh nghiệm, đặc biệt là những kỹ năng của người đại biểu để có thể thực hiện tốt nhất cái vai trò đại diện của mình, phản ánh tới Quốc hội những tâm tư, nguyện vọng, những cái vấn đề mà thực tiễn trong đời sống của người dân nói chung và các vấn đề liên quan đến giáo dục dân tộc nói riêng. Chặng đường 5 năm sẽ trôi qua rất nhanh. Với nàng Sovi, cô có quá nhiều việc cần làm. Việc bổ sung kiến thức,
kỹ năng là việc cần làm ngay. Rồi tại mỗi kỳ họp, luôn có nhiều dự án luật được Quốc hội xem xét, quyết định. Người đại biểu không chỉ cần có kiến thức rộng mà phải am hiểu lĩnh vực mình theo đuổi cũng như những vấn đề mà cử tri quan tâm. Vừa chăm con nhỏ, vừa nỗ lực trong lần đầu đảm nhiệm vai trò của một người đại biểu nhân dân. Vất vả nhân đôi, nhưng đại biểu nàng Sovi tin rằng, dù khó khăn, vất vả thế nào, khi bản thân có quyết tâm, sẽ có thể vượt qua để nỗ lực không ngừng đưa tiếng nói của cử tri vùng dân tộc thiểu số đến với Quốc hội. Suy dinh dưỡng nặng cấp tính có tỷ lệ cao ở các địa bàn miền núi, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đa số trẻ em bị suy dinh dưỡng cấp tính nặng là con của các hộ gia đình nghèo, cận nghèo, sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, không có khả năng chi trả cho việc điều trị. Theo thông tin từ Bộ Y tế, thì mỗi năm có khoảng 23.000 trẻ em Việt Nam bị suy dinh dưỡng cấp tính nặng, trẻ dưới 5 tuổi, ở dưới 6 tuổi. Trong đó có khoảng 50.000 ca là người dân tộc thiểu số. Tỉnh Kon Tum được hỗ trợ của tổ chức UNICEF đã triển khai hiệu quả mô hình quản lý và điều trị suy dinh dưỡng cấp tính nặng dựa vào cộng đồng. Tuy nhiên hiện nay, nguồn hỗ trợ từ các dự án này đã kết thúc, nên việc điều trị cho trẻ em suy dinh dưỡng ở tỉnh Kon Tum nói riêng và những trẻ em suy dinh dưỡng trong cả nước nói chung còn gặp nhiều khó khăn. Từ thực trạng trên, tôi thấy cần có một khung pháp lý cụ thể quy định việc điều trị suy dinh dưỡng cấp tính nặng. Do đó, tôi đề nghị Quốc hội xem xét có quy định cụ thể trong văn bản luật về việc điều trị suy dinh dưỡng cấp tính nặng đối với trẻ em. Như thường lệ, khi tạm gác những việc chung, nàng Sovi lại từ thành phố Kon Tum trở về ngôi làng Đắc Mế, nơi có những con người, có những địa điểm in dấu sâu đậm trong hành trình trưởng thành của mình. Mỗi lần mà kết thúc công việc xong ở trên thành phố thì cuối tuần tôi hay về quê thăm bố mẹ. Và đây là chính là những cái công sức mà từ xưa đến giờ bố mẹ tôi dàn tạo ra và nuôi sống chị em chúng tôi lớn lên. Và bố mẹ tôi hàng ngày chỉ chăn nuôi với lại có ít nương để làm trồng những cái sản phẩm nông nghiệp chủ yếu. Nên là tôi thấy mỗi lần về nhà thì bố mẹ tôi vất vả quá. Về già rồi, tôi rất là mong muốn bố mẹ tôi là có một cái sức khỏe lâu để chúng tôi có thể có cái cơ hội để báo đáp bố mẹ. Con sắp đi ra Hà Nội họp rồi. Con cảm ơn bố mẹ. Ngày nào? Con ngày 19 là con bắt đầu đi, 20 là bắt đầu khai mạc, 18 tháng 11 là bế mạc kỳ họp, đi họp tại nhà Quốc hội của Hà Nội. Bọn con sẽ họp ngày đó, làm việc trong khoảng một tháng. Khi con đi học Hà Nội, sinh ra là bố gửi lời thăm là các đại biểu khác trong Quốc hội. Vâng, con cảm ơn bố. Con sẽ gửi lại lời hỏi thăm của bố tới các đại biểu. Từ cái một cô bé ở miền núi xa xôi đi xuống đồng bằng học, từ một cô bé quyết tâm kiếm con chữ để thay đổi cái cuộc sống của chính bản thân đã, chưa nói là thay đổi cho gia đình mình như thế nào, thì tôi thấy là con đường đó khá là dài. Trong cái bước đường của tôi từ trước đến nay, tôi luôn luôn có nhiều người quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ. Tôi không cô độc, tôi không cô đơn. Với cái ý chí, với cái nghị lực của bản thân, tôi sẽ tự rèn luyện, tự trau dồi, tự học hỏi thêm ở các bậc tiền bối, ở các vị đại biểu khác, làm sao cho bản thân mình hoàn thiện hơn, xứng đáng với lá phiếu của người dân đã bỏ ra cho tôi.